Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Theo các thông tin được đưa ra tại một hội nghị do Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế tổ chức ngày 15 tháng 4 vừa qua, tỷ lệ người thừa cân béo phì tại Việt Nam đã tăng thêm hơn 10% trong vòng 10 năm, cụ thể là từ 8,5% năm 2010 lên thành 19% năm 2020. Tỷ lệ thừa cân béo phì nơi trẻ em Việt Nam cũng đang tăng nhanh một cách đáng ngại, đặc biệt là các vùng đô thị, nhất là hai thành phố lớn nhất Hà Nội và Sài Gòn. Những nguyên nhân nào khiến cho tỷ lệ béo phì của trẻ em Việt Nam lại tăng nhanh như vậy và nên có những giải pháp nào để giải quyết tình trạng này? Trong phần tạp chí hôm nay, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Nam Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm thuộc Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế Việt Nam. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với tiến sĩ Huỳnh Nam Phương để nói về tình trạng trẻ em béo phì tại Việt Nam. Thưa chị, trong khi ở Việt Nam thì một số trẻ em vẫn còn bị tình trạng suy dinh dưỡng, thì ngược lại nhiều trẻ em khác dư thừa lương thực đến mức mà trở nên béo phì. Thế thì hiện nay là cái tỷ lệ trẻ em béo phì ở Việt Nam là khoảng bao nhiêu, và đặc biệt là tại các vùng đô thị? Xin cảm ơn quý đài đã mời chúng tôi tham gia vào phỏng vấn về vấn nạn về dinh dưỡng ở trẻ em Việt Nam hiện nay. Thừa cân béo phì và đặc biệt là thừa cân béo phì ở trẻ em đang gia tăng với lại một cái tốc độ chóng mặt, và chúng ta chưa có một cái biện pháp gì để có thể giải quyết được cái vấn đề này. Cái điều tra quốc gia năm 2019-2020 của toàn quốc thì ở trẻ em Việt Nam dưới 5 tuổi, cái tỷ lệ thừa cân béo phì này lên đến 7,4%, trong đó là thành phố lên đến hơn 9%, 9,8%, và ở trẻ em nông thôn là 5,7%. Ở một số thành phố lớn thì cái tỷ lệ này còn cao hơn, ví dụ như là Hà Nội là 11,5% và thành phố Hồ Chí Minh là 14,4%, và con số này nó đã vượt qua cái con số mà chúng ta đang mong muốn duy trì nó ở dưới 10% ở thành phố và dưới 5% ở nông thôn. Một số các cái tỉnh khác có cái kinh tế khá hơn như là Lâm Đồng, như là Bình Dương thì cái tỷ lệ này nó cũng sấp xỉ 10%. Tỷ lệ này còn cao hơn nữa ở trẻ em ở lứa tuổi học sinh như là phổ thông trung học cấp 2 và cấp 3. Ở tiểu học ấy, thì cái tỷ lệ này ở thành phố là 29% và nông thôn cũng khá là cao. Còn trẻ em ở trung học cơ sở thì thành phố thì lên đến 30% và ở khu vực nông thôn là 11,2%. Những con số gần đây ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì ở trẻ em ở lứa tuổi học đường cũng là 41% ở trẻ em Hà Nội và đến 50% ở thành phố Hồ Chí Minh. Con số này quả là đáng là lo ngại. Vâng, thưa chị, như vậy thì những nguyên nhân nào khiến cho cái tình trạng trẻ em béo phì nó lại gia tăng mạnh như vậy ở Việt Nam, đặc biệt là tại các vùng đô thị như chị nói là có hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì là những nơi mà trẻ em là béo phì chiếm tỷ lệ khá là cao ? Những cái yếu tố nguy cơ dẫn đến thừa cân béo phì người ta nghiên cứu đấy là những cái về vấn đề chế độ ăn, hoạt động thể lực cũng như là cái vấn đề chi tiêu cho ăn uống, và nó liên quan đến nhận thức của người dân như thế nào về dinh dưỡng cho nó hợp lý. Những cái thói quen của trẻ con như là ăn nhanh này, ăn nhiều này, ăn các cái bữa phụ vào trước khi đi ngủ này, ăn các cái thức ăn mà chế biến như là xào, rán, chiên nhiều, ăn nhiều mỡ, nhiều đường, nhiều trứng, uống sữa và uống nước ngọt hàng ngày, đấy là những cái yếu tố nguy cơ về mặt ăn uống dẫn đến cái thừa cân tăng nhanh ở trẻ em Việt Nam cũng như là trẻ em của rất là nhiều quốc gia khác. Trẻ em ở những cái gia đình khá giả hoặc là những cái gia đình mà bố mẹ tập đi buôn bán hay vắng nhà nhiều thì thường các em không có một cái chế độ ăn lành mạnh và hợp lý như những trẻ em khác, hay ăn hàng quán nhiều, ăn các thức ăn thực phẩm đường phố hay là fast food nhiều, rồi uống nước ngọt có ga, ăn nhiều đường ngọt, thì nó dẫn đến là những đứa trẻ đó thừa cân béo phì có tỷ lệ cao hơn so với những trẻ em khác. Bên cạnh đó là cái vấn đề về hoạt động thể lực, thì những đứa trẻ mà ít hoạt động thể lực thì cũng làm tăng thừa cân béo phì, đặc biệt là trẻ em đường thành phố ạ. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng là nhà ở thành phố thì chật chội và không có cái điều kiện để các em có thể ra ở ngoài chơi, cũng không có cái thời gian, bận học quá, bố mẹ ép đi học quá, hết học ở trường rồi lại học thêm, rồi học âm nhạc, rồi học các thứ, nhưng mà lại là ít chơi thể thao, cũng như là cái điều kiện cơ sở vật chất cũng không có để các em có thể tăng cái thời gian vận động thể chất. Xem TV nhiều, ngồi một chỗ xem TV lại kèm theo sẽ phải ăn những cái đồ ăn nhanh, và lại còn bị ảnh hưởng bởi những cái quảng cáo ở trên TV. Thế thì rất là nhiều yếu tố về mặt chế độ ăn, về mặt hoạt động thể lực, nhưng mà nhìn rộng ra nữa đó là những cái vấn đề về mặt môi trường để các em có thể ăn uống lành mạnh.
kích thích cái việc mà tăng cường hoạt động thể lực và hạn chế những cái hành vi nó ảnh hưởng đến sức khỏe như là xem TV và có rất là nhiều quảng cáo ạ. Vâng, thưa chị, cái tình trạng trẻ em béo phì như vậy thì nó gây ra những vấn đề gì về mặt y tế cộng đồng? Bởi vì nó sẽ chắc chắn là gây ra những chứng bệnh, đặc biệt là nó rất là nghiêm trọng đối với sự phát triển của trẻ em. Thừa cân nó sẽ là nguy cơ của những cái bệnh không lây nhiễm chúng ta đang nói như là bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp, bệnh tiểu đường. Và hiện nay Việt Nam ta chịu một cái gánh nặng về cái bệnh không lây nhiễm này với 77% ca tử vong hiện nay và nó liên quan đến bệnh không lây nhiễm. Việt Nam có đến 12,5 triệu người bị tăng huyết áp, 3,5 triệu người bị đái tháo đường và hàng năm thì có 75.000 ca ung thư bị tử vong. Và hiện nay hàng ngày thì cái lây nhiễm này lại càng trẻ hóa, đấy là một cái gánh nặng cho cả kinh tế và cả ngành y tế. Bên cạnh đó là nó ảnh hưởng đến sự phát triển về trí tuệ, bởi vì những đứa trẻ thừa cân béo phì khi đi học thì các em nó sẽ bị có cái vấn đề về mặt tự ti, mặc cảm khi đến trường, rồi cái khả năng tiếp nhận học thức của các em ở các trường học cũng ảnh hưởng, do đó nó ảnh hưởng đến cái năng lực của các em sau này khi lớn lên ạ. Như vậy thì trước cái vấn nạn đó, xã hội nói chung, chính quyền, tức là những người mà đặc trách về y tế và đặc biệt là các bậc phụ huynh thì nên có những cái biện pháp, những giải pháp nào để mà giúp cho trẻ có một cái chế độ ăn uống lành mạnh hơn, tránh cái tình trạng béo phì ạ? Chúng tôi trong thời gian này cũng đã được sự chỉ đạo của nhà nước thì cũng đã xây dựng rất là nhiều chương trình đề án về chiến lược dinh dưỡng quốc gia, để phối hợp với ngành giáo dục đào tạo cũng như là các cái ngành khác liên quan để làm sao đưa ra được những cái chính sách và những cái chương trình can thiệp phù hợp để làm sao cải thiện được nhận thức của người dân, nhưng song hành với đó cũng phải tạo nên những hành lang pháp lý về mặt chính sách để tạo nên những cái điều kiện sống cũng như là các cái chương trình ở nhà trường để làm sao có cái dinh dưỡng hợp lý, hướng tới việc là sử dụng những cái thực phẩm đa dạng sẵn có tại địa phương cho bữa ăn, rồi tăng cường tiêu thụ rau củ, hạn chế các cái thực phẩm chế biến sẵn có nhiều đường, nhiều muối, nhiều chất béo, rồi nâng cao cái chất lượng của bữa ăn học đường cũng như là khuyến khích các hoạt động thể lực và duy trì lối sống lành mạnh cả ở phía bên sản xuất, tức là phải làm sao sản xuất được nhiều các cái thực phẩm lành mạnh, xây dựng cái dán nhãn dinh dưỡng cho thực phẩm để làm sao hạn chế được những cái thực phẩm có hại đối với sức khỏe. Như vậy thì đối với ngành giáo dục ạ, thứ nhất là phải cải thiện được cái giáo dục thể chất, bởi vì giáo dục thể chất ở rất là nhiều trường học bây giờ nó hơn mang cái tính chất là hình thức là chính và chưa có những cái điều kiện cơ sở vật chất phù hợp để có thể mà khuyến khích cái giáo dục thể chất tại nhà trường. Về cái vấn đề là cải thiện cái bữa ăn học đường như thế nào cũng là một cái việc rất là quan trọng, bởi vì bây giờ các em ở lứa tuổi mầm non cũng như là ở lứa tuổi tiểu học ở nhiều nơi là bạn đã ăn bán trú ở nhà trường, thế nhưng mà cái chất lượng của bữa ăn như thế nào hợp lý còn chưa được quan tâm đúng mức của nhà trường cũng như là gia đình và của cả xã hội nữa. Như vậy còn cả những cái quy định về căng tin của nhà trường bán cho những loại thực phẩm nào trong cái phạm vi đó để mà hạn chế cái việc trẻ em tiếp xúc với lại những cái thực phẩm có hại ở nhà trường, thì cái đó ở ngành y tế cũng đang tham mưu với lại ngành giáo dục để ra được những cái chính sách phù hợp, phối hợp với gia đình để giáo dục con. Vâng, thì không biết là ở Việt Nam đã có những cái quy định về vấn đề quảng cáo thức ăn cho trẻ em hay không ạ? Tức là như các nước thì có những hạn chế để cho trẻ em bớt tiếp cận những cái thông tin quảng cáo liên quan đến những thức ăn và đặc biệt là những thức ăn nhanh. Ở Việt Nam thì hiện tại thì Bộ Giáo dục cũng đã xây dựng một số các cái đề án về nâng cao thể chất và dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em. Tới đây thì với sự hỗ trợ của một số các cái tổ chức, đặc biệt là khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, thì chúng tôi sẽ bắt đầu vào cuộc để xây dựng nên những cái quy định cụ thể hơn về dinh dưỡng, gọi là dán nhãn dinh dưỡng cho thực phẩm và trước hết là thực phẩm đối với trẻ nhỏ. Vâng, chúng tôi rất cảm ơn Tiến sĩ Huỳnh Nam Phương đã trả lời phỏng vấn hôm nay về tình trạng béo phì của trẻ em tại Việt Nam.